Hello, Trọng 88 Africa xin chào tất cả các bạn yêu quý của mình nhé. Và hôm nay lại tiếp tục mình sẽ mang đến cho các bạn một video giải trí một tựa game Liên Quân Mobile dành riêng cái điện thoại di động các bạn ạ. Thì bây giờ thì mới update này. Thì được rồi, ok. Không, mình đã lên bạc một 4 sao. Đấy, ok cho anh em. Và bây giờ thì không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, thì bây giờ mình sẽ vào mình ghi ghép đội nhé. Và các bạn nào mà muốn mình kéo đánh free thì các bạn hãy comment ở dưới, và các bạn muốn mình chơi vị tướng nào cũng các bạn cũng cứ comment ở dưới nhé, mình sẽ chơi theo các vị tướng, chơi theo yêu cầu của tất cả các bạn để làm riêng một video để cho các bạn xem. Vâng, thì ngày hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng nào được nhỉ, em xem nào. Ajanka làm của Ajanka đi cái này. Mà lốc à, mà lốc mình chơi cho các bạn xem chưa nhỉ? Vâng, mà lốc mình chơi cho các bạn xem rồi chứ. Vâng, nữa là bây giờ là phải chọn một vị tướng đường top anh em ạ. Vậy là bây giờ là mình phải chọn một vị tướng đường top để mình chơi cho các bạn xem. Thì mà lốc này mình chơi rồi, thì bây giờ hôm nay mình sẽ chơi một vị tướng đấy là Athut đi. Athut nhá. Được. Mình sẽ chơi Athut anh em ạ. Được chưa? Ok nhá anh em ơi. Mình sẽ chơi vị tướng thuốc đi top này. Mình sẽ cố gắng mình chơi mỗi một trận đấu sẽ chơi tất cả các chơi một vị tướng khác nhau. Và khi mình đã chơi tất cả các vị tướng rồi thì mình sẽ quay lại mình chơi chơi lại nhá. Và các bạn có thể yêu cầu mình chơi bất kỳ vị tướng nào trong túi đồ của mình. Nếu mình chỉ có nhiều vàng thì mình sẽ mua tướng mới mình chơi cho các bạn xem. Và tem mình thì có Athut, Kahi, Theonat, Butterfly, Alice. Tem bạn thì có Severa, Theonat, Zuka, Mina và Zephy. Thì trận đấu này mình sẽ đối đầu. Mình sẽ đi top và đối đầu với Zuka tem bạn nhé. Chín nào anh em ơi. Mọi người cùng ủng hộ cho mình nhá. Để mình win trận đấu này, mang về cho mình và đồng đội mỗi người một sao nhá. Chiến đội anh em ơi. Trời, Zuka các bạn cũng rất là mạnh đấy. Zuka mà về tướng cũng cực kỳ cơ động đấy đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình nhìn cái này, thứ này là biết Zuka chơi hay rồi. Ôi, ôi mình phải mang cái này đi, không mang bộc phá đi anh em ạ. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, mình không mang bộc phá rồi. Rồi ơi, chiến công đầu anh em nhá. Được chưa anh em? Jeffy à. Jeffy đúng không? Jeffy này. Thôi, tăng giáp lên mà chạy anh em ạ. Tăng giáp lên mà chạy thôi, tăng giáp lên mà chạy thôi anh em ơi. Tăng giáp lên mà chạy thôi anh em ạ. Kiểu này thì không được rồi, không ổn rồi anh em ơi. Đây đây đây. Tăng Jeffy này. Mày bây giờ mày có chết không? Bây giờ thì mày có chết không Jeffy? Mình quên cái này, mình mang không mang bộc phá đi anh em nha. Ui ôi, thằng Zuka nó tốc biến anh em. Có đấy, nó không tốc biến thì nó lại lên sàn đếm số ngay đây anh em nha. Quá nhẹ nhàng luôn. Bây giờ ăn con rơi này 4-0 anh em nhá. Úi ôi, tay mình mạnh cơ. Đâu cái nhàn như này thì dễ chịu nhờ. Tay mình kiểu này ai cũng biết chơi rồi anh em ơi. Tay mình như thế này thì ai cũng biết chơi rồi đấy. Nhà là nhàn rồi đấy. Yuka với anh này. Yuka với tao. Tao lùi bằng được. Tao lùa cho bằng được nhá, tao lùa cho bằng được. Lên tay anh em ạ. Được của nó chưa anh em? Lùa đến nơi luôn chưa? 7-0 rồi anh em ơi.
tướng Nga Thút này rất là dễ chơi đấy anh em ạ, chơi cực kỳ dễ luôn mà rất là khỏe. Jeffy này, Jeffy bạn ơi, Jeffy đi đây, Jeffy ơi, ăn bằng được anh em nhá. Cái thằng Jeffy này mày láo à, bố láo à, láo nhau với anh nhà Jeffy. Đồng chủ ăn luôn này, sợ gì. Còn Yuka đây này, Yuka này bạn ơi, mạnh dữ luôn anh em ạ. Còn thấy Nga Thút dễ chơi chưa? Những chiêu thức cực kỳ dễ chơi luôn, combat rất là dễ thôi mà nó được cái rất là trâu bò anh em. Vì cái vị tướng Nga Thút này cực kỳ trâu bò luôn. Cái bạn mới ăn ở một mạng như vinh dự đây anh em. Yuka tao rình mày đấy, tao rình mày nhảy vào đấy. Lại có mạng anh em ạ, lại là 5 mạng ngay luôn. Tao thì hốn đi anh em. Rồi của đào phi hồn này lại lấy mạng tem bạn dễ như ăn bánh rồi nhờ. Cái thằng Jeffy này mày cướp bộ đồ của anh à, anh ăn sắp đến nơi rồi, anh ăn sắp được rồi mà mày dám cướp à, hớ vậy to gan đấy Jeffy ạ. Vâng, vậy là team mình đang ăn rất là nhiều mạng nhưng mà chưa chịu đẩy một cái trụ nào luôn. Kể cả mình đây mình không đẩy trụ anh em nhé. Kể cả mình đây mình không đẩy trụ này. Đi đây Yuka không chạy được anh em ạ. Chạy đi đâu con trai. Giờ lấy cái bắn trụ rồi, mình không cần đánh trụ. Ok cho anh em. Không cần bắn trụ anh em, để giờ lấy bắn trụ rồi đấy. Cái thằng Yuka này Yuka này. Ô cái thằng Kai này nó KS ngay mạng của mình anh em ạ. Nó KS ngay mạng của mình, lao nhau thế nhỉ. Nhàn quá rồi. Ôi tụi mình đang lấy được rất là nhiều trụ trên mạng đấy. Hai trụ rồi. Đấy được 2 trụ tem bạn rồi nhá. Tem bạn lấy được 1 trụ bên đường rồng cho mình kìa. Cái gì đấy Jeffy. Chỗ mày hút máu đấy. Hút máu đi. Đây solo. Ôi giời ơi không được rồi anh em ơi. Nhìn thế nhỉ. Quả đấy mà mình mang bộ pha đi là nó chết rồi đấy. Nó chết rồi đây anh em. Mình mang bộ phá đi là nó chết rồi chứ không phải đùa đâu. Rồi là đây bắt Severa nha. Severa này. Mất trụ nhiều nha. Anh em cẩn thận mất trụ nhiều thế. Mất trụ khá là nhiều đấy anh em.
Nhưng mà trận đấu này win anh em ạ, cho dù mất hết tụ mình, bên mình vẫn win anh em nhé. Đây Mina, sau đây mình bắt Mina nhé. Đây đây đây, Mina bạn khỏe đi, SB khỏe với mình nhỉ, SB khỏe với mình con trai, SB khỏe, SB khỏe không ạ? À? Khỏe cũng mới chết thôi. Giờ lại đi săn mạng anh em ạ. Giờ lại đi săn mạng, đây là biết săn mạng nhé. Ủa rồi, tên mình win. Tên mình ăn rất là nhiều mạng luôn. Chiếc bậc kêu dành cho Booster Fireball. Khá là khỏe đấy. Trận đấu win đến nơi rồi anh em ơi. Lính nha. Đây anh em ơi, ui ôi tem bạn đông này, tem bạn đông này, tem bạn đông quá nhờ. Dạ dạ. À bác mời đi, bác ăn đi, bác ăn đi. Ôi rồi tem bạn mất đường hết trụ ở đường tốt này rồi anh em ơi, mất lấy được đường tốt này rồi, lấy được đường tốt này rồi. Mina này mình bây giờ trâu bò, các bạn nhìn thấy, các bạn thấy mình trâu bò chưa, các bạn thấy mình trâu bò chưa, hết máu lại hồi anh em, bây giờ mình cứ hết máu lại hồi luôn. Ôi rồi quá là khỏe luôn anh em ạ, mình thật sự bây giờ mình quá là khỏe luôn rồi. Tèo nắp, tèo nát, ui rồi ôi, còn một xíu xíu nữa thôi là ăn được tèo nát ngay. Tèo nát chạy hơi nhanh đấy. Ôi đừng win anh em, từ từ anh win Booster vào bò, anh win sớm quá là tao không thích đấy. À, đấy Booster vào bò chết đấy. Đây giờ đến lượt mình, giờ đến lượt mình ra đấy, bạn thấy chưa, hết máu lại hồi anh em, cứ hết máu lại đây, sợ thật vậy cho bị tướng. À thuốc này. Ok kìa, mình khỏe rồi. Mời bạn đánh đi, các 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 bạn đánh đi. Trời ơi, cứ hết lại đầy máu nhá, ghê gớm luôn, nhưng đùa đâu. Đây đây đây, Mina này, Mina rồi đây, cứ hết máu ra đây lại chín tiếp. Để bạn cứ hết máu về hồi máu đi. Ôi rồi không kịp hề về rồi anh em. Oh, trận đấu win rồi anh em. Đấu win mất rồi. Mình không muốn win, như bây giờ mình vào mình quánh nhà, quánh nhà chính là win luôn. Tèm bạn đang đi đỡ nhà anh em. Tèm bạn đang đỡ nhà một mình, tèm một mình nhá. Thật sự quá là ghê gớm. Úi giời, Yuka. Yuka tèm bạn còn không thể chạy được nữa. Để kéo dài hơn nữa đâu. Kết thúc anh em nha, một trận đấu mà thúc quánh nhau với cả tem bạn mà không mất một tí máu nào anh em. Quá là ghê gớm luôn. Quá khỏe cho thúc đập cánh băng lôi anh em nha. Ghê chưa, ghê chưa. Vâng, vậy là trận đấu ngày hôm nay là kết thúc rồi các bạn. Các bạn, mình xin phép dừng video tại đây thôi. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo ngày mai của mình. Xem chắc chắn là mình xem ai được MVP nào. Thì xem mình ăn rất là nhiều, ăn nhiều người ăn nhiều mạng này, mình không để ý nhé. Mình ăn được nhiều mạng đấy. Vâng, vậy là mình đã lên hạng rồi nhé. Đó là vàng 41 sao. Nào. Xem được vâng, vậy là mình được siêu thần MVP các bạn nhé. Quá kinh khủng cho vị tướng là thuốc này. Các bạn nên thử chơi vị tướng A Thuốc này nhé, cày cố rất là hay đấy. Được đấy, ok. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn nhé, bye bye các bạn.